Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Thời sự Khánh Hòa trưa nay. Vào sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị lần thứ 8 khóa 10, nhiệm kỳ từ năm 2019 đến năm 2024, tổng kết công tác mặt trận năm 2022. Ông Trần Ngọc Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa chủ trì hội nghị. Đến dự hội nghị có ông Trần Mạnh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Lê Hữu Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại hội nghị, sau khi Ủy ban Nhân dân tỉnh thông báo về tình hình kinh tế xã hội tỉnh năm 2022, các đại biểu đã tập trung đánh giá kết quả công tác mặt trận năm 2022, chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023. Năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và thành viên các cấp trong tỉnh tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Mặt trận các cấp đã tiếp nhận ủng hộ nguồn quỹ vì người nghèo với gần 22 tỷ đồng, phân bổ hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 224 nhà ở đại đoàn kết, hỗ trợ qua Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo đặc biệt khó khăn, học sinh nghèo hiếu học, hỗ trợ sinh kế với hơn 16 tỷ đồng. Dịp này, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng bằng khen cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, 12 tập thể và 11 cá nhân. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc toàn diện cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Chi Khánh, tặng cờ thi đua xuất sắc cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Ninh Hòa, tặng bằng khen cho 31 tập thể và 18 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2022. Hội nghị cũng đã hiệp thương kiện toàn nhân sự Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2019-2024. Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa sáng nay đã tổ chức tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Ông Lê Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến dự. Năm 2022, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 và tác động từ cuộc xung đột Nga-Ukraine, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn quản lý. Cục Hải quan Khánh Hòa luôn chủ động triển khai thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về hải quan trên địa bàn. Năm 2022, tổng thu ngân sách nhà nước đã thực hiện hơn 3.690 tỷ đồng, đạt 162,38% kế hoạch giao, đạt 123,13% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 23,20% so với năm 2021. Cục Hải quan Khánh Hòa đã áp dụng giải pháp công cụ quản lý đối với việc hàng hóa xuất nhập khẩu bằng việc triển khai phần mềm khai hải quan miễn phí qua mạng Internet, sử dụng định vị điện tử GPS để giám sát hàng hóa xuất khẩu vận chuyển bằng container, triển khai chương trình thí điểm hỗ trợ khuyến khích doanh nghiệp. Để đảm bảo mục tiêu năm 2023, ông Lê Hữu Hoàng đề nghị Hải quan Khánh Hòa tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023, phấn đấu thu ngân sách nhà nước đạt kết quả cao nhất, tăng cường rà soát, nắm chắc nguồn thu, nghiên cứu, đề xuất và triển khai các giải pháp tăng thu, chống thất thu ngân sách nhà nước. Vào sáng nay, Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa tổ chức tổng kết công tác y tế năm 2022 và triển khai kế hoạch công tác năm 2023. Ông Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến dự hội nghị. Năm 2022, ngành y tế tỉnh đã hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu quan trọng như số bác sĩ trên vạn dân là 11 bác sĩ, số giường bệnh trên vạn dân là 36 giường, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế là 93,75%, dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, đã triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 được 105% mũi 1 và mũi 2. Trẻ em từ 5 đến 12 tuổi đã tiêm được 95% mũi. Đạt kế hoạch tỷ số giới tính khi sinh là 109,2 bé trai trên 100 bé gái. Năm 2023, ngành y tế tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế tồn tại trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đảm bảo mọi người dân được hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, mở rộng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế có chất lượng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đinh Văn Thiệu biểu dương những thành tích đã đạt được trong năm qua của ngành y tế, đồng thời đề nghị y tế tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, phối hợp với bảo hiểm xã hội để tháo gỡ những khó khăn trong chi phí khám chữa bệnh, đẩy mạnh chuyển đổi số trong các cơ sở y tế, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ y bác sĩ. Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm qua thì công tác đầu tư công được xác định là nhiệm vụ hàng đầu của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là trong giai đoạn phục hồi sau tác động của đại dịch COVID-19. Các cấp bộ ngành và địa phương luôn quyết liệt thúc đẩy giải ngân,
nhưng kết quả tại nhiều tỉnh thành vẫn không đạt được kế hoạch ban đầu đề ra. Để nâng cao hiệu quả nguồn vốn đầu tư công, tránh tình trạng cuối năm chạy giải ngân, thì những khó khăn vướng mắc trong công tác này cần được tháo gỡ, đồng thời có giải pháp cải tiến quy trình đầu tư công, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu. So với mặt bằng chung cả nước, kết quả giải ngân vốn đầu tư công của Khánh Hòa ở mức khá. Tuy nhiên, tính từng mốc thời gian của năm 2021 thì tỷ lệ giải ngân năm 2022 thấp hơn. Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, nếu như 6 tháng đầu năm 2021, tỷ lệ giải ngân đạt trên 60%, đến hết 9 tháng của năm 2022 chưa được 50%. Có 3 nguyên nhân chính dẫn đến kết quả giải ngân của năm 2022 chưa đạt như mong muốn. Những cái dự án mà gặp khó khăn trong đền bù giải phóng mặt bằng của năm 2021 thì chúng ta cũng đã cắt giảm vốn để cho các cái dự án có cái điều kiện hơn, thì cái khó khăn đó nó sẽ chuyển qua cho năm 2022. Tỉnh triển khai lập quy hoạch đô thị mới Cam Lâm. Thế thì để mà xem xét cái việc triển khai các cái dự án đầu tư công tại huyện Cam Lâm thì cũng yêu cầu là phải dừng lại. Trong năm 2022 thì 3 chương trình mục tiêu quốc gia thì chính phủ mới giao vốn vào tháng 8 của năm 2022, cho nên là cái thời gian còn lại cuối năm nó cũng không thể đủ điều kiện mà để chúng ta triển khai được cái nguồn vốn này. Khó khăn lớn nhất ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công là công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. Ách tắc ở khâu này, đương nhiên dự án không thể được thực hiện hoặc chỉ thi công cầm chừng nhỏ giọt. Không phát sinh khối lượng xây lắp thì không thể giải ngân được vốn. Đây là vấn đề chung của cả nước, phụ thuộc rất nhiều vào sự vào cuộc của các ngành địa phương, cùng với đó là năng lực nhà thầu. Cái vướng và công tác giải ngân, các dự án mà nếu mà không có cái đền bù giải tỏa thì rất là nhanh. Tuy nhiên các dự án mà nó vướng đền bù giải tỏa thì nào là nó vướng xây dựng vé được tỉnh phê duyệt rồi lên phương án đền bù giải tỏa. Rồi trong đó trong đền bù nó khó khăn nữa là những hộ mà chưa có đồng thuận keo vừa cái vé của tỉnh phê duyệt thì nó dẫn đến cái quy trình thủ tục rất là lâu. Một dự án mà nếu mà hai ba hộ mà không nhận tiền không bàn giao mặt bằng thì chắc chắn là công trình giải ngân rất là thấp. Dự án tiến độ nhanh hay chậm thì đòi hỏi cái năng lực nhà thầu phải đáp ứng và có nhiều kinh nghiệm các cái dự án lớn. Đầu tư công là một quá trình gồm rất nhiều khâu, từ lập kế hoạch, phân bổ vốn đến thực hiện khối lượng thành quyết toán. Mỗi khâu lại có một quy trình riêng và đa phần đều có liên quan đến thủ tục hành chính. Trước tiên, việc lập kế hoạch vốn phải sát với khả năng thực hiện, hạn chế tình trạng không phân bổ được hết hoặc phải trả vốn. Tuy nhiên, điều này có thể khắc phục được bằng sự điều chỉnh kịp thời của cơ quan chuyên môn. Nhiều quy trình mất nhiều thời gian và nếu việc bố trí hoặc bổ sung vốn chậm sẽ càng làm kéo dài hơn, khiến việc thi công bị động, dự án phải chờ thủ tục, chờ vốn để đến giữa năm, cuối năm vắt chân lên cổ để giải ngân. Theo mình đề xuất là nên giao cái kế hoạch ngay từ đầu, tại vì mình đã có kế hoạch trung hạn rồi, 20-25 nó rất là rõ rồi, nên triển khai ngay từ đầu. Hơn nữa là bây giờ là quy hoạch mình đã triển khai rõ ràng rồi, đã tỉnh đã trình ở chính phủ là phê duyệt quy hoạch chung rồi, thì những cái dự án nào nằm trong quy hoạch thì mình dừng, còn ngoài quy hoạch thì mình nên bổ sung ngay từ đầu để mình có cái kế hoạch mình triển khai trước, lập trình thẩm định phê duyệt thiết kế rồi triển khai các bước tiếp theo cho nó kịp cái tiến độ. Tính đến cuối tháng 12 năm 2022, tỷ lệ giải ngân của Khánh Hòa đã được cải thiện đạt hơn 80%. Dự kiến đến cuối tháng 1 năm 2023, thời điểm hết năm giải ngân, thì tỷ lệ này sẽ đạt khoảng 95%. Thực tế cho thấy việc giải ngân chậm hoặc không giải ngân được hết số vốn được giao không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sử dụng vốn ngân sách mà còn không tạo được đòn bẩy cho các dự án công trình trọng điểm, tác động không tốt đến tăng trưởng kinh tế. Vì vậy, yêu cầu về cải cách quy trình đầu tư công, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, không thể để tình trạng trên nóng dưới lạnh kéo dài sẽ là những giải pháp quyết liệt cần được thực hiện trong năm 2023 và những năm tiếp theo. Tiếp tục chương trình là hoạt động gặp mặt thăm tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Huyện ủy Diên Khánh chiều qua đã tổ chức gặp mặt các đồng chí, nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ nhân dịp đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo huyện đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2022 với nhiều chuyển biến tích cực, đời sống người dân từng bước được nâng cao. Lãnh đạo huyện ủy tri ân và ghi nhận những đóng góp của các đồng chí, nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ đối với đảng bộ và nhân dân huyện nhà. Mong muốn với kinh nghiệm nhiều năm công tác trên cương vị lãnh đạo, các đồng chí sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của huyện nhà.
Cũng trong chiều qua, thành phố Nha Trang đã tổ chức buổi gặp mặt chúc Tết chức sắc các cơ sở tôn giáo trên địa bàn thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Lãnh đạo thành phố đã thông tin về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của thành phố trong năm 2022, khẳng định những đóng góp to lớn của các tổ chức tôn giáo trong việc vận động người dân theo đạo, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, sống tốt đời đẹp đạo, đẩy mạnh công tác xã hội từ thiện. Lãnh đạo thành phố cũng trao tặng 60 suất quà cho chức sắc các tôn giáo, chúc các vị chức sắc các tôn giáo cùng bà con có đạo đón xuân mới Quý Mão trong an lành hạnh phúc. Huyện Diên Khánh hôm qua đã thành lập 2 đoàn đi thăm và tặng quà Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số thuộc hai thôn Lỗ Gia, xã Suối Tiên và thôn Đá Mài, xã Diên Tân. Các đoàn đã trao 85 suất quà cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số thôn Lỗ Gia, xã Suối Tiên và 80 suất quà cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số thôn Đá Mài, xã Diên Tân. Ngoài ra, đoàn cũng đã trao quà động viên các già làng, trưởng phó thôn, trưởng phó ban công tác mặt trận thôn là người đồng bào dân tộc thiểu số. Công an tỉnh Khánh Hòa hôm qua đã khánh thành và bàn giao 2 căn nhà tình nghĩa cho 2 hộ gia đình đồng bào dân tộc có hoàn cảnh khó khăn, gồm hộ ông Cao Văn Gương ở xã Sơn Bình, huyện Khánh Sơn và hộ ông Cao Nghiện ở xã Liên Sang, huyện Khánh Vĩnh. Tổng kinh phí xây dựng 2 căn nhà là 140 triệu đồng do công an tỉnh vận động hỗ trợ từ nguồn xã hội hóa. Sau gần 1 tháng thi công đến nay, công trình hoàn thành và bàn giao cho 2 hộ gia đình sử dụng. Dịp này, lãnh đạo công an tỉnh đã tặng cho bộ gia đình 1 chiếc TV. Liên đoàn Lao động thành phố Nha Trang chiều qua đã tổ chức chương trình Tết Xuân Vầy Xuân Gắn Kết năm 2023 cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, động viên đoàn viên người lao động vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Liên đoàn Lao động thành phố đã trao 106 suất quà trị giá 300.000 đồng một suất cùng 500.000 đồng tiền mặt cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại các công đoàn cơ sở thuộc khối ngoại quốc doanh. Liên đoàn Lao động tỉnh cũng trao 3 suất học bổng, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng cho các em học sinh là con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn vươn lên đạt thành tích trong học tập. Trong 2 ngày 5 và 6 tháng 1, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với phụ nữ khối trực thuộc Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến Sào Khánh Hòa tổ chức thăm tặng 150 suất quà cho các gia đình chính sách, phụ nữ hộ nghèo ở khu vực biên giới biển thuộc các phường Vĩnh Phước, Vĩnh Thọ, Sương Huân, Vĩnh Hải, Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang và xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tặng 50 phần quà cho các cháu học sinh của lớp học tình thương phường Vĩnh Phước, Nha Trang. Đoàn cũng đã đến thăm tặng quà cho 3 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, một cô cha do nhiễm COVID-19 tại phường Ba Ngòi, thành phố Cam Ranh, mỗi em 1 triệu đồng. Tổng kinh phí cho đợt hoạt động này có trị giá gần 80 triệu đồng. Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố Cam Ranh hôm qua đã tổ chức giải cờ tướng năm 2023. Có 33 kỳ thủ đến từ 11 đơn vị xã phường tham dự giải. Các kỳ thủ thi đấu theo thể thức hệ Thụy Sĩ, đấu 7 ván. Sau một ngày tranh tài sôi nổi, các kỳ thủ đã cống hiến cho ban tổ chức và cổ động viên những ván cờ hay, những nước đi đời sáng tạo. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba ở 2 nội dung cá nhân và đồng đội. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự Khánh Hòa trưa nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin tạm biệt.